to this. Three teams, 1 point between them. A title race for the ages. Đoàn kết sẽ bắt đầu ở đây. Áp lực sẽ tạo nên những huyền thoại, vượt qua gian khó, vươn ra châu Âu, cạnh tranh chức vô địch. Đây là Ngoại hạng Anh. Đây là trận cuối của cuộc đua. Chào mừng quý vị và các bạn tới với những trận đấu tiếp theo của vòng 30 giải Ngoại hạng Anh cùng với Super Sunday. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu vô cùng đặc biệt khi mà chúng ta sẽ được chứng kiến ba đội bóng đang cạnh tranh cho ngôi vô địch cùng ra sân, và trong đó thì sẽ có một trận đối đầu trực tiếp. Nhưng trước hết thì hãy cùng tôi gửi lời chào tới các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Như Thuần, bình luận viên Xuân Mai và huấn luyện viên Như Thành. Vâng, vào lúc 19:30 chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cặp đấu giữa Liverpool và Brentford, và sau đó ở khung 22:00 sẽ là trận đấu tâm điểm của ngày chủ nhật ngày hôm nay, đó là cặp đấu giữa Man City và Arsenal. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua một số cặp đấu đáng chú ý vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Có lẽ ngày hôm qua thì các fan hâm mộ của Man United là những người cảm thấy tiếc nuối nhất khi đội bóng họ đã đánh rơi điểm ở những phút bù giờ cuối cùng trận đấu với tỷ số 1-1 trên sân của Brentford. Trong khi đó thì Tottenham Hotspur có được chiến thắng 2-1 trước Luton Town, và Aston Villa, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ tư, cũng có chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton. Và nói qua một chút về trận đấu giữa Man United, trận đấu diễn ra vào khung 3:00 sáng. Anh Xuân Mai, bình luận viên của trận đấu ngày hôm qua, anh có thể chia sẻ những cái điểm nhấn đáng chú ý nhất về trận đấu ngày hôm qua với khán giả không ạ? Ngày hôm qua thì tôi có nói rằng đây là trận đấu của một đội bóng từ xếp thứ 6 từ trên xuống và thứ 6 từ dưới lên. Và ngày hôm qua thì thực sự Brentford đã khiến cho Man United phải tim đập chân run, bởi vì họ tung ra đến 30 pha dứt điểm mà có 4 lần đi trúng cột dọc với xà ngang. Còn Man United chỉ tung ra có 10 pha dứt điểm thôi. Điểm sáng duy nhất của MU là bàn thắng đầu tiên của Mason Mount cho đội bóng này. Còn với Brentford thì họ xứng đáng có được 3 điểm. Ngày hôm qua 1 điểm của Man United thì có lẽ là cái cuộc đua top 4 với họ đã khép lại rồi, bởi vì khoảng cách bây giờ là 8 điểm với top 5, thật khó để Quỷ Đỏ có thể nghĩ về việc có được vị trí top 4. Vâng, ghi bàn được ở phút thứ 90+6 và sau đó bị gỡ hòa ở phút 90+9, tôi nghĩ là fan hâm mộ nào của Quỷ Đỏ cũng cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Và đánh giá về khả năng lọt vào top 4 theo Opta thì chúng ta có những con số như sau: của Tottenham Hotspur là 60% và con số này của Aston Villa là 47.6%. Trong khi đó thì Man United chỉ có vỏn vẹn 5.9% mà thôi. Anh Như Thuần đánh giá như thế nào, nhận xét rất nhanh của anh về cái cuộc đua top 4 cho tới thời điểm này ạ? Vâng, nếu như ngày hôm qua rạng sáng nay mà Manchester United mà giành chiến thắng thì có lẽ cái tỷ số ở Opta nó sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên thì cuộc đua vào top 4 hiện nay chỉ còn hai cái tên là Tottenham và Aston Villa. Nhiều người đánh giá Tottenham cao hơn, Opta cũng vậy, vì lực lượng của họ tương đối tốt và cái khả năng chiến thắng trước đội bóng yếu hơn là rất cao. Tuy nhiên thì về những người làm chuyên môn như tôi thì tôi đánh giá Aston Villa cao hơn, bởi vì cái lối chơi toàn tính mà huấn luyện viên của Aston Villa đang gây dựng, tức là ông ta biết cách chơi với những đội bóng mạnh cần phải như thế nào, và chơi với những đội bóng tầm trung và thậm chí là yếu hơn thì phải cần như thế nào để giành chiến thắng. Nó khác hoàn toàn với cái cách vận hành của Postecoglou. Đó là cái cách vận hành là ông ta luôn luôn chơi tấn công, chính vì vậy nó cũng cực kỳ là mạo hiểm. Vâng, cuộc đua ở vị trí thứ tư đang là một cuộc đua tam mã, và với cuộc đua vô địch thì đó cũng là một cuộc đua giữa ba đội bóng. Ngày hôm nay thì Liverpool sẽ đoạt lại ngôi đầu từ Arsenal nếu họ vượt qua Brighton. Tuy nhiên đánh bại Brighton không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp, bởi vì họ thường gặp muôn vàn khó khăn trước đối thủ này trong những trận đấu gần đây. Và nhìn vào bảng xếp hạng lúc này thì chúng ta có thể thấy rằng cuộc đua vô địch đang gay cấn như thế nào khi mà hai đội đang dẫn đầu là Arsenal và Liverpool đang có cùng 64 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ. Ở vị trí thứ 3 thì Man City cũng chỉ kém hai đối thủ của mình 1 điểm mà thôi. Và đây sẽ là vòng đấu mà Man City và Arsenal sẽ gặp nhau, và đó sẽ là cơ hội để Liverpool vươn lên ngôi đầu. Và nói về tỷ lệ vô địch theo những tính toán thì Opta thì Man City vẫn đang là đội bóng có tỷ lệ vô địch cao nhất với con số là 43.5%. Và lúc này Liverpool cũng chỉ kém về số bàn thắng so với Arsenal với 65 bàn thắng so với 70. Nhưng nếu tận dụng được tối đa số cơ hội được tạo ra thì có thể là mọi thứ ở vị trí này nó đang khác đi rồi.
Darwin Núñez mùa này đã khá hơn so với mùa giải trước, nhưng mà anh vẫn đang ở top đầu ở những chỉ số như là việt vị, sút trúng xà ngang cột dọc hay là bỏ lỡ cơ hội. Anh Mai nhận xét như thế nào về cái việc mà Darwin Núñez đã bỏ lỡ rất là nhiều những cái bàn thắng và điều đó cũng đang phần nào ảnh hưởng tới cái chỉ số phụ của Liverpool lúc này? Thực ra thì Darwin Núñez, nếu mà chúng ta nhìn vào số bàn thắng và số kiến tạo của anh ta, thì anh ta ghi 10 bàn và có 7 kiến tạo tại Premier League mùa này. Tức là cái đóng góp vào bàn thắng của Núñez chỉ ở vị trí số 2 sau Mohamed Salah mà thôi. Có nghĩa là Núñez đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, chứ không phải là anh ta cứ mãi là một cái chân gỗ như chúng ta vẫn nói. Thì tôi nghĩ rằng việc Núñez bỏ lỡ những cơ hội không phải là cái điều gì nó quá xa lạ cả, bởi vì Liverpool vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Bản thân Erling Haaland cũng là một người là vua phá lưới của mùa giải năm ngoái, nhưng mà anh ta cũng bỏ lỡ thậm chí nhiều cơ hội hơn cả Darwin Núñez. Thì tôi nghĩ rằng đấy là việc rất bình thường thôi, và Darwin Núñez vẫn đang là chân sút số 2 của Liverpool mùa này. Vâng, anh Thành, anh nhìn vào những cái con số về đánh giá về tỷ lệ vô địch của ba đội bóng với Man City đang ở vị trí thứ 3 nhưng lại là đội bóng được đánh giá với tỷ lệ cao nhất. Anh, theo anh, nhận định của anh như thế nào về cái cuộc đua vô địch vào lúc này ạ? Tôi nghĩ là cái đánh giá cho ba cái cuộc đua tam mã, cuộc đua vô địch ấy, nó là cân bằng nhưng theo những cái đánh giá khác nhau. Nhưng mà với tại sao mà Man City được đánh giá cao hơn? Một là người ta có cái bề dày kinh nghiệm, lực lượng người ta cũng rất là ổn, và người ta có cái khi mà về càng cuối mùa giải như mùa giải năm ngoái, người ta vượt lên và gần như là gần cuối mùa giải người ta lại thể hiện được cái phong độ cao nhất. Tôi nghĩ là một trong những cái đấy và cũng là cái đánh giá để cho cái Ota người ta đưa ra cái đánh giá như thế. Vâng. Có lẽ là thêm một điều nữa của Man City, đó là lực lượng của họ. Hiện nay thì các chấn thương nặng đều không có và các trụ cột đều quay trở lại, nó khác hoàn toàn với cả Liverpool. Chính vì vậy mà Man City luôn được đánh giá cao hơn. Đúng là như anh Thành nói, kinh nghiệm cũng là một điều hết sức quan trọng cho những cái chặng đường mà rất là vất vả như thế này. Vâng, Arsenal đang tạm thời giữ vị trí dẫn đầu, như cái tỷ lệ giành ngôi vô địch theo đánh giá của Opta của họ thì lại đang là con số thấp nhất, và có lẽ là kinh nghiệm cũng là câu trả lời cho cái sự vị trí của cái con số đánh giá chức vô địch của ba đội bóng. Và chúng ta cũng nhìn vào cái lịch thi đấu còn lại của top 3 đội bóng của Arsenal, Liverpool và Man City. Anh Như Thành đánh giá như thế nào về cái độ khó của cái con đường còn lại để tới với vị trí vô địch của ba đội bóng ạ? Tôi nhìn cái lịch thi đấu của ba đội này tương đối là tương đồng. Cũng đều có MU, có Tottenham, có Aston, Everton. Tôi nghĩ là cái lịch thi đấu thì tương đồng thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái phong độ của từng đội thôi. Và bản thân tôi thì cũng là một người hâm mộ của Man City, tôi nghĩ là cái đánh giá Man City có nhiều khả năng vô địch cũng là rất là khả thi. Vâng. Chúng ta nhìn thấy rất rõ là đỏ có nghĩa là đối tượng được đánh giá cao và ngang bằng, vàng thì được đánh giá là vừa phải thôi, còn xanh là yếu hơn. Vâng. Và chúng ta để ý thêm một cái điều nữa, đó là cái tỷ lệ số những cái trận đấu được đá trên sân nhà và sân khách. Với Man City thì họ được đá trên sân nhà nhiều hơn trước những cái đối thủ mạnh. Trong khi đó thì với Arsenal chúng ta nhìn thấy là họ phải thi đấu trước Man City trên sân khách, Tottenham Hotspur và cả Man United nữa. Trong khi đó thì Liverpool cũng với Man United và Aston Villa đều phải thi đấu trên sân nhà. Và tới lúc này thì có lẽ là cuộc đua vô địch vẫn còn đang rất là còn nhiều ẩn số. Và ngày hôm nay phần nào chúng ta có thể có được phần nào câu trả lời cho cuộc đua vô địch, khi mà ngày hôm nay cả Liverpool và Arsenal cũng như là Man City sẽ ra sân. Vâng, nói về các cầu thủ trong đội hình của Liverpool thì chúng ta phải nhắc tới Mohamed Salah. Đây chính là cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh và lưới của Brighton với 8 bàn thắng. Và ngoài ra thì cầu thủ này cũng có tới 6 đường kiến tạo và 14 lần góp công vào bàn thắng trong số 13 trận đấu Ngoại hạng Anh gặp Brighton. Thực ra thì tôi sẽ mượn một con số mà William Hill, một cái nhà cái nổi tiếng của châu Âu đã đưa ra. Tức là cái kèo mà người ta đưa ra cho việc Mohamed Salah ghi bàn ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong trận gặp Brighton là không có kèo nào cả. Tức là người ta không dám đưa ra một cái kèo nào, bởi vì người ta tin rằng Mohamed Salah chắc chắn sẽ ghi bàn trong trận đấu này. Và tôi cũng nghĩ rằng Mohamed Salah có rất nhiều cơ hội để có thể ghi bàn ở trận gặp Brighton này. Vâng. Anh Như Thuần thì sao ạ? Nếu như mà chúng ta nhìn lại vào lịch sử đối đầu của hai đội bóng này, anh có nhớ không? Nhưng mà tôi sẽ nhắc lại cho anh Như Thuần nhớ rằng Liverpool đã không thể đánh bại Brighton trong số 4 trận đấu liên tiếp kể từ mùa giải trước. Kể từ mùa giải 2019-2020 thì Brighton thắng 3, hòa 4 và thua 2 trước Liverpool. Có lẽ là Liverpool rất ngại những đội bóng nào chơi tấn công, chứ còn chơi phòng ngự với cả Liverpool thì là một điều là cái việc là họ ghi bàn vào lưới lúc nào thôi, trước sau đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà chơi tấn công thì rõ ràng là huấn luyện viên của Brighton là một huấn luyện viên có chiến lý tấn công rất là rõ ràng, và bản thân đội bóng này cũng chơi khá là nhuần nhuyễn. Chính vì vậy mà cái thành tích đối đầu của Brighton trước Liverpool là tương đối tốt. Đó là cơ sở mà để chúng ta hy vọng rằng
ngày hôm nay giữa hai trận đấu trong top 3 này, việc gì cũng có thể xảy ra. Vâng. Và lúc này thì Brighton đang tụt lại ở vị trí thứ 9, và tại Ngoại hạng Anh mùa này thì họ mắc lỗi nhiều, dẫn tới 18 pha sút bóng cho đối thủ. Đây là con số nhiều nhất trong số các đội bóng tại Ngoại hạng Anh, và cũng mắc tới 8 lỗi dẫn tới bàn thua. Con số bằng với số thống kê của Sheffield United, đội bóng đang đứng bét bảng. Và theo anh Xuân Mai thì đó có phải là lý do khiến cho Brighton bị tụt lại hay không, hay bởi một lý do nào khác? Họ thiếu tập trung hay là phải chia sức ở những cái đấu trường khác tại châu Âu ạ? Có một sự thật là đúng, Brighton đang phải căng sức ra để thi đấu ở nhiều đấu trường hơn. Bây giờ thì họ bị loại Europa League rồi. Nhưng mà trong mùa giải năm nay là mùa giải mà ông Roberto De Zerbi không có những con người tốt nhất của họ. Ông ấy không có Solimac nghỉ hết cả mùa, ông ấy không có Mitoma bây giờ cũng nghỉ hết mùa luôn. Và có 108 lần thay đổi đội hình xuất phát trong mùa giải này. Không một đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh mà thay đổi nhiều như thế, xáo trộn nhiều như vậy. Có đến 17 lần ông Roberto De Zerbi thay thủ môn trong đội hình đá chính của mình. Nghĩa là một kỷ lục mới ở giải Ngoại hạng Anh. Thế là cái vị trí ổn định nhất ấy. Đúng rồi, vị trí ổn định nhất cũng phải thay đổi. Thế thì việc Brighton không còn được ổn định như mùa giải năm ngoái cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi đồng ý với anh Xuân Mai, tại vì với những cái đội bóng mà lực lượng không dày ấy, mà khi những cầu thủ trụ cột bị chấn thương thì rất khó duy trì được cái những cái mạch chiến thắng. Vâng, với Brighton thì sau khi họ trải qua 4 trận đấu liên tiếp không biết tới mùa chiến thắng thì cũng đã thắng 2 trận đấu liên tiếp trước Nottingham Forest và Roma. Đoàn quân của De Zerbi đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp ở thời điểm hiện tại, và có lẽ mục tiêu của họ lúc này đó chính là dồn toàn lực cho Ngoại hạng Anh. Theo anh Như Thuần thì với vị trí thứ 9 ở hiện tại thì đâu sẽ là cái mục tiêu khả dĩ nhất với Brighton ở thời điểm hiện tại? Có lẽ là họ cố gắng bám đuổi Newcastle và West Ham. Cái vị trí của Newcastle và West Ham cũng chỉ hơn Brighton có 1 điểm và 2 điểm mà thôi. Chính vì vậy mà họ cũng cần phải chắt chiu những cái trận đấu, trong đó có trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta biết là Liverpool được đánh giá cao hơn, tuy nhiên thì với một cái triết lý tấn công thì tôi nghĩ rằng là Brighton luôn luôn hướng một cái trận đấu mở, và tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng. Vâng, đương nhiên là Liverpool được đánh giá cao hơn ở trận đấu này, và họ cũng đang nhận được rất nhiều kỳ vọng khi mà ngay sau đó thì Arsenal và Man City sẽ đối đầu với nhau. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để Liverpool vươn lên. Nhưng như đã nói thì mạng Liverpool luôn gặp rất nhiều khó khăn trước Brighton. Và tôi lại quay trở lại với Nunez một chút để hỏi với anh Mai rằng cầu thủ này chúng ta đang thấy rằng có tỷ lệ chuyển đổi cú sút tốt hơn với 14% nếu như cầu thủ này dứt điểm hay là đệm bóng ở lần chạm bóng đầu tiên. Nhưng còn ở khi mà có 2 lần chạm bóng trở lên trước khi mà anh ta tung ra cú sút thì cái tỷ lệ chuyển đổi chỉ còn là 8%, tức là 14% xuống còn 8%. Điều đó có nghĩa là khi mà cầu thủ này chơi một chạm thì sẽ rất hay, nhưng mà nếu phải xử lý thêm nhiều bước nữa thì cái con số hiệu quả nó lại tụt xuống. Tôi nghĩ rằng đây là một chân lý thôi, bởi vì khi đá bóng một cầu thủ tấn công người ta dứt điểm một chạm thì hàng phòng ngự hay thủ môn sẽ khó đoán hơn, bởi vì chúng ta phải xét đến là đây là cái hai mặt của vấn đề thôi. Người ta đặt ra vấn đề là một chạm ít hơn thì khó hơn, nhưng thực tế không phải, bởi vì các cái tình huống thống kê ở đây là gì, đường truyền thường là chọc khe dọn cỗ hoặc là đặt anh ta vào một vị trí là chỉ việc sút ngay là vào lưới, thì đương nhiên là cái tỷ lệ chuyển hóa nó sẽ cao hơn. Còn nếu như anh ta nắn nót, anh ta nhấn nhá một chạm, xử lý 2-3 chạm, hậu vệ sẽ biết. Với những cựu tuyển thủ như anh Như Thành hay anh Như Thuần ở đây, đương nhiên các anh cũng sẽ thấy là với một tiền đạo mà xử lý nhiều chạm các anh sẽ dễ đoán hơn, đúng không ạ? Tôi cũng thêm một cái tình huống, tại vì trong bóng đá những cái tình huống mà khi tiền vệ tạo ra cơ hội mà tiền đạo dứt điểm được thì thường là những cái tình huống hoan ăn. Nhưng còn khi đã phải sử dụng đến 2 chạm rồi thì là cái đường truyền đấy thì là nó không thật sự thuận lợi, thì chúng ta phải cái chạm đầu tiên và chúng ta mới ra chân tiếp cái chạm thứ hai. Thì khi như thế thì tôi nghĩ là cái phân tích này cũng đúng thôi. Khi mà cái tỷ lệ mà chạm đầu tiên tốt và chạm thứ hai không tốt thì cũng là rất là hợp lý thôi. Vâng, nói như vậy là các cầu thủ hàng tấn công họ nên cách xử lý của họ nên có được hiệu quả ngay trong những cái lần chạm bóng đầu tiên. Và mặc dù là vì lý do nào nhưng mà lúc này có lẽ là các cổ động viên của Liverpool cũng đang rất mong chờ cái sự hiệu quả của hàng tấn công như những gì mà đối thủ Arsenal của họ cũng đã làm được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với cabin bình luận để gặp gỡ bình luận viên Cấn Thành. Anh Cấn Thành có thể giúp chúng tôi cập nhật những cái điểm nhấn đáng chú ý nhất về đội hình ra sân của hai đội ngày hôm nay không ạ? Xin chào chị Tú Linh và xin chào quý vị khán giả. Ở trong trận đấu ngày hôm nay, tôi đặc biệt chú ý tới vị trí chấn giữ khung thành của cả hai đội, khi mà người trong khung gỗ của câu lạc bộ Liverpool là thủ môn Kelleher. Kể từ khi Jurgen Klopp đối đầu với huấn luyện viên De Zerbi
thì họ đã gặp nhau 4 lần và ông Klopp chưa có được một chiến thắng nào trước vị huấn luyện viên người Italia của Brighton. Và trong 4 trận đấu đó thì người bắt chính của Liverpool đều là thủ môn Alisson, và ngày hôm nay thủ môn Kelleher đang thi đấu thay cho thủ môn Alisson gặp chấn thương, và sẽ cùng chờ xem rằng là cái phong độ của thủ môn Kelleher sẽ như thế nào để có thể giúp cho Liverpool liệu rằng có thể ngăn cản những cái hỏa lực tấn công của Brighton hay không. Còn bên phía Brighton, họ đưa vào sân thủ môn trong đội hình xuất phát là Verbruggen. Brighton đã có tổng cộng là 17 sự thay đổi vị trí thủ môn tại giải đá Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Thông thường thì huấn luyện viên De Zerbi sẽ để thủ môn Jason Steele và thủ môn Verbruggen mỗi người thi đấu một vòng cứ thế so le nhau. Nhưng ở thời điểm này, thủ môn Verbruggen sẽ bắt chính trận thứ 3 liên tiếp tính trên mọi đấu trường, và 3 trận trước đó thì người bắt chính là thủ môn Jason Steele. Và tôi đang chờ đợi màn trình diễn của hai thủ môn bên phía hai đội trong trận đấu này. Ngoài ra thì cái sự trở lại của McAllister khi anh đối đầu với đội bóng cũ là Brighton cũng rất đáng chú ý. Và bên phía Brighton thì cũng đang có Adam Lallana là một cựu cầu thủ của Liverpool đang ngồi trên mấy cái dự bị. Tôi cũng đang rất nóng lòng muốn xem rằng là các tiền vệ như là Lallana hay là McAllister có thể tỏa sáng và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của họ hay không. Vâng, xin được cảm ơn anh Cẩn Thành. Chúng ta sẽ cùng với các khách mời nói kỹ hơn về đội hình ra sân của hai đội trong ít phút nữa. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tới với phát biểu của hai huấn luyện viên trước khi trận đấu diễn ra. Tôi mong chờ một màn trình diễn chất lượng. Khi bạn đối đầu với Brighton, bạn buộc phải tôn trọng họ, những gì họ đã thể hiện, cái cách họ chuẩn bị cho những trận đấu như thế này. Họ làm rất tốt, huấn luyện viên biết cách thiết lập lối chơi. Họ là một tập thể khá đặc biệt so với các đội bóng khác. Thì đối với họ, bạn cần kiểm soát bóng tốt hơn nữa và lâu hơn nữa. Có vẻ như đó cũng chính là vấn đề của chúng tôi trong trận đấu trước với họ. Việc kiểm soát bóng là tối quan trọng trước một đối thủ như Liverpool và trước những đội bóng lớn nói chung. Tôi nghĩ Liverpool có những sự thay đổi về chiến thuật thi đấu trong thời gian gần đây. Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn chơi theo phong cách mà mình muốn. Và một trận đấu mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò phải tận dụng đầy đủ tất cả các cơ hội mà họ có để có được cả chiến thắng. Anh Xuân Mai, theo anh thì lý do vì sao mà ở những cái trận đấu gần đây, cụ thể là trong 4 trận đấu gần đây, Liverpool không thể có được chiến thắng trước Brighton? Lý do mà Liverpool trong 4 trận đấu gần đây không thể đánh bại được Brighton có nhiều lý do lắm. Có những cái lý do có thể, thứ nhất là khi mà ông Roberto De Zerbi ông ấy mới đến với giải Ngoại hạng Anh thì ông đã gây ra rất là nhiều thách thức cho các đội bóng trong top 6 chứ không chỉ riêng gì Liverpool. Và đặc biệt như huấn luyện viên Như Thuần cũng đã phân tích lúc nãy thì chúng ta đều biết là Liverpool là đội bóng ưa những cái đội bóng phòng ngự hơn. Nghĩa là nếu mà phòng ngự thì chúng tôi cứ ép mãi thì họ cũng sẽ thua thôi. Nhưng với Brighton, một đội bóng mà hoàn toàn có thể dâng cao lên và chơi kiểm soát và sẵn sàng tạo pressing tầng cao lên phần sân của Liverpool và gây ra nhiều khó khăn, chơi đôi công với họ, thì cái hàng thủ dâng cao của Liverpool gặp rất nhiều vấn đề với những cái trường hợp đó. Và cú hat-trick của Leandro Trossard trong cái lần gần nhất mà Brighton hành quân đến sân Anfield là điều mà chúng ta đã từng thấy. Nghĩa là Brighton hoàn toàn có thể tạo ra những cái đòn hồi mã thương rất là có sức nặng, bởi vì họ hoàn toàn có một cái lối chơi mạch lạc trong những cái đường chuyền ngắn. Vâng, và với những cái phân tích như vậy thì theo anh Như Thành, ở trận đấu này trước một cái đối thủ mà thường xuyên dâng cao và có khả năng chơi pressing tốt thì Liverpool sẽ phải có những cái đấu pháp như thế nào ạ? Tôi nghĩ là hai đội sẽ chơi dâng cao và gây áp lực với nhau. Đội nào làm tốt hơn trong những cái tình huống vây ép thì đội đấy sẽ giành được cái lợi thế thôi. Như anh Thuần chia sẻ, đây là huấn luyện viên đội bóng của hai huấn luyện viên thích chơi tấn công, và rõ ràng hai đội huấn luyện viên đội này người ta sẽ không lùi sâu. Và tôi cũng đồng quan điểm với anh Thuần là nếu mà đội nào lùi sâu Liverpool thì sẽ chỉ có thua trước hay thua sau thôi. Và trong cái trận đấu này thì tôi nghĩ là ông Jurgen Klopp, cái khát khao chiến thắng của ông sẽ cao hơn. Tại vì đây là một cái, đúng phải là một cái cơ hội để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, giành lợi thế cho những trận đấu tiếp theo. Vâng, anh Như Thuần, trận đấu này như chúng ta đã thấy rằng Liverpool sẽ không có đôi cánh Robertson và Arnold. Vâng, Alexander Arnold, thì theo anh họ sẽ có gặp khó khăn gì trước một đối thủ như Brighton không ạ? Konate cũng ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhìn thấy là khi nào Liverpool gặp nguy hiểm thì chỉ khi mà Van Dijk không đá. Thế còn siêu hậu vệ Van Dijk mà đá thì tôi nghĩ rằng những cầu thủ chơi bên cạnh anh ta luôn luôn tiến bộ, và quan xa cộng với cả Joe Gomez cũng vậy. Mặc dù là Joe Gomez chơi ở một cái vị trí anh ta ít được chơi, nhưng rõ ràng là chơi bên cạnh Van Dijk thì luôn luôn có một cái sự chỉ bảo và anh ta sẽ tiến bộ. Bên cạnh đó thì Bradley bên cánh phải cũng đã tiến bộ lên trông thấy, và tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này thì Liverpool đang có một đội hình tốt nhất của họ rồi, và có lẽ là cái khát vọng để vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh nó sẽ khiến cho họ sẽ chơi tấn công và có lẽ là sẽ muốn giành chiến thắng nhiều hơn.
Vâng, và nhìn bên phía đội hình của Brighton thì hai cánh của họ là Lanty và Adrinka đều là những cầu thủ có tốc độ rất tốt. Vậy thì trong một ngày mà không có được những cái tên bên hàng phòng ngự tốt nhất của mình với Liverpool thì họ sẽ phải làm như thế nào để kiềm tỏa được Lanty và Adrinka bên phía Brighton ạ? Làm như thế nào để kiềm tỏa được bộ đôi đó thì tôi nghĩ rằng cái này là việc của những người ở khu vực giữa sân của Liverpool, bởi vì hai bên cánh của Liverpool lúc này, Gomez đá cánh trái, anh ta hoàn toàn có thể tạo ra được những cái sự khắc chế với Tariq Lamptey, bởi vì Gomez không phải là một người chạy chậm đâu, anh ta hoàn toàn có thể giữ được cái tốc độ và thể hình vượt trội so với Lamptey. Còn với Adingra thì cầu thủ này hoạt động rộng, anh ta sẽ không bó ở cánh trái đâu, anh ta sẽ thường xuyên có những cái pha di chuyển vào trong. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng không phải là sơ đồ 4-2-3-1 như chúng ta đang sắp xếp ở đây, mà hoàn toàn có thể là sơ đồ 3-4-2-1 với Estupiñán và Tariq Lamptey là hai hộ công biên, còn Adingra và Modder sẽ là người hai người đá thấp hơn hỗ trợ cho Welbeck, chứ không phải là đá biên như thế kia. Thì tôi tin rằng Estupiñán mới là người trực tiếp mang lại khó khăn cho Conor Bradley, nhưng mà tôi nghĩ hai cầu thủ này cũng ngang nhau thôi, chứ không phải là ai tấn công hay hơn hay ai phòng ngự hay hơn người kia. Vâng, theo Opta thì tỷ lệ đưa ra về tỷ lệ chiến thắng cho Liverpool ở trận đấu này vượt trội hơn hẳn với con số là 60,7%, và con số này của Brighton chỉ là 15,7% mà thôi. Và không biết là hai các vị khách mời của chúng ta dự đoán như thế nào cho kết quả của hiệp đấu đầu tiên ạ? Có lẽ tôi thích đội khách dẫn trước thì trận đấu nó sẽ hay hơn. Nhưng có lẽ hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-1. Vâng. Tôi nghĩ rằng động lực của Liverpool là lớn hơn, và một khi mà họ đã dẫn bàn thì giống như anh Thuần nói, anh ấy thích đội khách dẫn trước hơn, bởi vì là nếu mà Liverpool mà đã dẫn trước thì họ sẽ không thua và thường là họ sẽ thắng. Tôi tin là hiệp 1 sẽ là hiệp đấu thuộc về Liverpool, 2-0 cho đội chủ nhà. Nhưng đây sẽ là một trận đấu mà Liverpool có nhiều sự quyết tâm hơn. Đây không có một cơ hội nào tốt hơn để Liverpool vượt lên khi mà ở ngay sau trận sau đó thì hai đối thủ trực tiếp của họ là Arsenal và Man City sẽ đối đầu với nhau. Anh Như Thành thì sao ạ, dự đoán của anh ạ? Tôi nghĩ trong trận đấu thì Liverpool sẽ giành lợi thế trong hiệp 1. Tôi dự đoán là tỷ số 1-0. Vì sao ạ? Vì Brighton thực ra thời điểm này người ta cũng không phải là cái thời điểm có đầy đủ lực lượng và phong độ cao nhất, và Liverpool thì đang có cái khát khao rất là lớn để giành lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay. Vâng, lần gặp nhau gần nhất của hai đội tại sân vận động Anfield đó chính là trận hòa 3-3 vào tháng 10 năm 2022, và đó cũng là trận đấu đầu tiên mà Roberto De Zerbi dẫn dắt Brighton, và kể từ đó cho tới nay thì như chúng ta đã biết rồi, Brighton chưa hề mất điểm tại trên sân của Liverpool, và ngày hôm nay liệu Liverpool có thể làm khác được hay không, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời. Mời quý vị và các bạn cùng tới với sân vận động Anfield để đón xem hiệp 1 giữa Liverpool và Brighton. Brighton vượt lên trên ghi bàn trong tình huống này. Và như vậy là Liverpool đã có một hiệp đấu đầy khó chịu ngay trên sân vận động Anfield, và đúng như những gì mà anh Như Thuần đã nói, khi mà đội khách ghi bàn trước thì chúng ta đã có 45 phút thi đấu đầu tiên đầy hấp dẫn. Đó là một pha phối hợp tấn công chớp nhoáng của Brighton và bàn thắng được ghi khi mà kim đồng hồ chưa chỉ sang phút thứ 2. Theo anh Xuân Mai thì Liverpool họ đã mắc những lỗi lầm gì để dẫn tới cái bàn thua sớm như vậy ạ? Tôi không nghĩ rằng đó là một lỗi lầm cụ thể nào của Liverpool ở trong cái tình huống để thua đầu tiên, bởi vì thực tế là chúng ta thấy, như chúng ta đã nói trước đó, tức là Liverpool rất sợ những cái đội bóng gây áp lực tầm cao, và họ đúng như những gì chúng ta đã nói, Liverpool đã thua ở một tình huống mà Brighton đã đoạt được bóng ngay từ phần sân nhà của họ, tổ chức phản công rất nhanh, tốc độ của Adingra rồi đưa bóng vào, và sự lập bập khi mà các cầu thủ còn chưa nóng máy thì khiến cho hàng thủ của Liverpool đã không thể có được một tình huống phòng ngự thực sự gọn gàng. Còn Welbeck thì ở đây là một cái pha bóng, tôi nghĩ rằng tình huống tỏa sáng cá nhân thôi. Pha dứt điểm của Welbeck là quá khó, ở một cái tư thế cũng không hẳn là thuận lợi đâu, nhưng mà bóng đúng tầm chân thì anh ta vung chân ngay. Thì đây là một bàn thắng rất đẹp của Welbeck và không thể tránh khỏi với Liverpool. Vâng, Brighton vẫn luôn cho thấy một cái duyên rất lớn khi mà thi đấu với Liverpool, dù là trên sân nhà hay là trên sân khách. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì chúng ta cũng đã đặt ra câu hỏi về việc Liverpool họ sẽ khắc chế hai cánh của Brighton như thế nào khi ở nơi đó đều là những cầu thủ có tốc độ rất tốt, đó là Lamptey và Adingra. Anh Như Thành đánh giá như thế nào về hai bên hành lang của Liverpool ở hiệp đấu đầu tiên? Tôi cho rằng trong cái hiệp 1 của trận đấu ấy, cái hành lang phải, đặc biệt là ở vị trí của hậu vệ phải, Conor Bradley ấy, thì là làm không tốt. Từ phút thứ nhất đến phút 25 thì phải có đến 4 tình huống, kể cả những cái tình huống bị phản công và những cái tình huống hàng phòng ngự đủ người đều để đối phương xuyên phá xuống và xuống sát đường biên.
trong rất nhiều, và trong một trong cái trong ba cái tình huống còn lại ấy, thì các cầu thủ Brighton không bàn thắng. Nhưng đây các bạn xem, trong tình huống như này rõ ràng là khi cái hậu vệ phải Brighton phòng ngự không tốt thì rõ ràng Liverpool gặp rất nhiều vấn đề so với cánh còn lại của ngay sau khi mà Liverpool họ bị thủng lưới sớm thì họ cũng đã dâng lên để tìm kiếm bàn gỡ, và chúng ta có thể thấy rằng Salah, niềm hy vọng trên hàng công của Liverpool, đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm ở trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng cầu thủ này thì chưa có bàn thắng cho riêng mình, mặc dù cũng đã có những cái sự nỗ lực rất lớn để mang về bàn gỡ hòa một đều cho Liverpool. Vâng, thực tế là Mohamed Salah trong hiệp đầu tiên đã có những cái khoảnh khắc mà anh ta đối mặt được với thủ môn Verbruggen của Brighton. Nhưng mà cái cảm giác bóng của Salah trong hiệp 1 này thực sự chưa ổn lắm. Ở phút thứ 9 anh ta có một pha cứa lòng mà chúng ta liên tưởng đến bàn thắng rất đẹp vào lưới của câu lạc bộ Everton trước đây, và rất nhiều bàn thắng khác ở cái cự ly tương tự của Salah. Còn sau đó thì có một đường truyền của đồng đội đặt Mohamed Salah vào tư thế đối mặt với Verbruggen, nhưng Salah lại quyết định dứt điểm rất sớm, rất vội. Và đó là một tình huống bóng mà đáng lẽ các cổ động viên của Liverpool phải được ăn mừng sớm hơn. Vâng, nhưng cuối cùng thì Liverpool họ cũng đã có được bàn gỡ rồi. Và bình luận viên Nguyễn Thông cũng như là huấn luyện viên Như Thuần có thể giúp chúng tôi phân tích về cái cách triển khai lối chơi tấn công của Liverpool sau khi họ bị thủng lưới từ rất sớm ở phút thứ 2 không ạ? Vâng, như bình luận viên Xuân Mai vừa chia sẻ thì Mohamed Salah đã không có được cảm giác bóng tốt ở hiệp đấu đầu tiên, nhưng cách di chuyển của ngôi sao người Ai Cập chính là một trong những điểm nhấn lớn nhất của Liverpool ở trong hiệp 1, phải không huấn luyện viên Như Thuần? Chính xác là như vậy. Chúng ta biết rằng là Liverpool chơi với sơ đồ 4-3-3, nhưng với việc Conny Bradley lên tham gia tấn công, vâng, và việc Mohamed Salah lui vào phía trong, nó khiến cho đội bóng này chơi với 4 cầu thủ phòng ngự. Và đây là một cái trong những cái hành lang mà họ vâng, việc Salah ở vào bên phía cánh phải thì kéo theo hậu vệ cánh của Brighton là Estupinan lôi vào và nhường khoảng trống ở ngoài biên cho Conny Bradley. Chính xác là như vậy. Và với việc mà Brighton chỉ chơi có 4 cầu thủ phòng ngự không thì những tình huống lên bóng của Bradley là cực kỳ nguy hiểm. Và đây lại là một tình huống kiểu như vậy, Salah lại bó vào khu vực trong và tạo ra một thời cơ tấn công cho câu lạc bộ Liverpool. Chính xác là như vậy. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy khi mà Salah lùi về thì họ có rất nhiều những cái khoảng trống. Và ngay kể cả khi mà họ chơi trực tiếp vào hành lang trong đi chăng nữa thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Vâng, và ở hiệp đấu đầu tiên thì nhìn vào bản đồ nhiệt của Mohamed Salah thì chúng ta thấy là cầu thủ này, vâng, anh ta không chơi bám biên nhiều mà chủ yếu là bó vào giữa và xuất hiện rất nhiều ở trong khu vực vòng cấm của câu lạc bộ Brighton. Và ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Salah đã tung ra tới 7 tình huống dứt điểm, trong đó có 4 tình huống dứt điểm trong vòng cấm, nhưng đáng tiếc một chút là anh ta đã không thể có được bàn thắng cho mình. Tuy nhiên, việc mà Mohamed Salah cùng với Conor Bradley đẩy lên cao thì cũng như huấn luyện viên Như Thành đã phân tích trước đó, đã chia sẻ, thì điều này cũng khiến cho câu lạc bộ Liverpool để lộ nhiều khoảng trống bên hành lang cánh phải, phải không anh Như Thuần? Chính xác là như vậy. Anh Như Thành đã nói về việc Bradley cùng với cả hai trung vệ phối hợp với nhau không tốt. Trong tình huống này thì có vẻ là đã bị chậm đi một chút. Nếu như anh ta nhanh hơn và quan xa lùi ra, vâng, và trung vệ lùi ra nữa, vâng, thì rõ ràng đây là một tình huống hoàn hảo, nhưng tất cả đã bị chậm đi và chỉ cần chậm một phút một chút thôi thì tất cả các vị trí đều bị sộc sạch và ngay lập tức Danny Welbeck đã thực hiện một đường tăng tốc và cực kỳ nguy hiểm. Vâng, đã có một vài lần hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Liverpool và đặc biệt là hành lang cánh phải của hoạt động không được ổn định và để cho câu lạc bộ Brighton tung ra những tình huống dứt điểm. Điểm nhấn hay là cánh phải chính là một trong những điểm nhấn lớn nhất của Liverpool ở trong hiệp đấu đầu tiên. Họ để lại rất nhiều ấn tượng trên mặt trận tấn công nhưng cũng để lại nhiều lỗi lo trên mặt trận phòng ngự, và đây là điều mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cần phải cân nhắc ở trong hiệp đấu thứ hai nếu như Liverpool ngày hôm nay muốn giành chọn 3 điểm trước Brighton để tiếp tục cuộc đua tam mã với Man City và Arsenal. Vâng, xin được cảm ơn bình luận viên Nguyễn Thông và huấn luyện viên Như Thuần. Vâng, anh Như Thành, chúng ta cũng đã vừa phân tích những điểm mạnh và điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Liverpool, và theo anh thì sang hiệp 2 Liverpool họ cần phải điều chỉnh như thế nào ở cái vị trí này để có được sự hiệu quả tốt nhất trong lối chơi ạ? Tôi nghĩ là nếu mà có một cầu thủ nào có khả năng thay thế thì có nên thay thế cái hậu vệ phải, tại vì trong cái hiệp một trận đấu ấy, xảy ra rất nhiều tình huống lỗi từ tình huống này. Có thể không phải là người cầu thủ lại bị qua người, nhưng mà khi những thời điểm gây áp lực ấy, gần như anh ta làm chậm như cái tình huống anh Như Thuần vừa phân tích, và khi anh ta chậm một tình huống rồi nó liên quan những vị trí khác, đó là nó dẫn đến cả cái hệ thống nó lỗi. Nếu mà để thay đổi như thế thì hoàn toàn ông Klopp ông ấy có thể kéo Gomez sang đá hậu vệ phải và tung Tsimikas vào sân để đá hậu vệ trái. Vâng. Mà đấy là cái theo cái cách thay đổi theo hướng mà anh Như Thành mong muốn. Và rõ ràng là trong cái hiệp 1 của trận đấu ấy, bên Van Dijk và Gomez, rõ ràng là huấn luyện viên Brighton người ta đã có cái chủ định tấn công vào cánh trái cánh phải của Liverpool rồi.
Vâng, và trên băng ghế dự bị của cả hai đội thì vẫn đang còn rất nhiều những cái tên có thể mang lại hiệu quả trong lối chơi dành cho cả hai đội trong hiệp đấu thứ hai. Theo anh Như Thuần thì có một vị trí nào đấy mà theo anh là cần phải thay đổi trong đội hình của cả hai đội không ạ? Có lẽ là hai đội sẽ giữ nguyên khi mà bắt đầu vào hiệp 2. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại là khi mà ghi bàn trước thì Brighton lại lùi về phòng ngự. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ đây là không phải là cách chơi thường xuyên của đội bóng này. Và khi họ bị gỡ hòa thì họ lại đẩy lên và thực hiện rất nhiều những tình huống nguy hiểm. Tôi thích cách chơi tấn công của Brighton và tôi nghĩ rằng nếu như họ duy trì cái điều đó thì nó có thể sẽ có bất ngờ trong hiệp 2. Vâng, và chúng ta nhìn vào những con số thống kê về số lần đóng góp vào các bàn thắng của các cầu thủ dự bị thì lúc này Liverpool đang đứng đầu với tổng số điểm 22 cùng 11 bàn thắng, và trong khi đó thì Brighton cũng đứng ở vị trí tương đối cao, đó là vị trí thứ 5 với 16 điểm mà có được từ những vị trí các cầu thủ vào dự bị thay người. Và theo những con số thống kê thì Liverpool mùa giải này đó là mùa giải mà họ kiếm được nhiều điểm nhất sau khi bị dẫn trước với tổng số là 23 điểm, số điểm cao nhất của câu lạc bộ trong bất kỳ mùa giải nào của Premier League. Trong khi đó thì Brighton chỉ để thua một trận trong số 12 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này khi ghi bàn thắng mở tỷ số, đó là trận thua 1-2 trước Tottenham. Và các vị khách mời có thể đưa ra dự đoán thật nhanh cho kết quả cuối cùng của trận đấu này được không ạ? Anh Như Thuần ạ. Tôi chỉ đưa ra một nhận định thôi là Liverpool sẽ mất điểm trong trận đấu này. Vâng. Tôi tin là Liverpool vẫn có 3 điểm. Và tôi cũng tin Liverpool có 3 điểm và tôi nghĩ là Brighton hiệp 2 sẽ không duy trì được cái nhịp độ chơi như trong hiệp 1. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với sân vận động Anfield để đón xem hiệp 2 trận đấu giữa Liverpool và Brighton. Đánh đầu hiểm hóc. Dù vậy thì và một trận đấu không hề dễ dàng với Liverpool, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được điều cần thiết, đó chính là 3 điểm để tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng trước khi hai đối thủ của họ đối đầu trực tiếp với nhau trong trận đấu giữa Man City và Arsenal. Ở hiệp 1 thì chúng ta đã nói rằng Mohamed Salah dường như chưa có cái duyên ở những lần dứt điểm, nhưng hiệp 2 thì cầu thủ này cũng đã có được bàn thắng để giúp cho Liverpool có được 3 điểm trọn vẹn, phải không anh Mai? Vâng, chính xác là như vậy, và hiệp 1 thì anh Tuần dự đoán đúng, còn hiệp 2 thì hai anh em mình dự đoán đúng. Thì cũng là cân bằng. Salah thì anh ấy đã thể hiện được cái đẳng cấp vốn có của mình. Thứ nhất là ở cái tình huống mà Salah nâng tỷ số lên 2-1 thì anh ấy đã xuất hiện trong vòng cấm địa ở một vị trí không bị việt vị, và quan trọng là nhận bóng một cách rất bình tĩnh để dứt điểm ngay sau khi khống chế bóng bước 1. Đó là một pha bóng mà tưởng là đơn giản, nhưng thực tế là ở một vị trí như thế rất nhiều cầu thủ có thể sẽ sút vào người thủ môn. Và trong hiệp 2 này thì chúng ta cũng thấy Liverpool họ đã cải thiện được tương đối nhiều điểm hạn chế so với hiệp thi đấu đầu tiên. Và anh Như Thành, đâu là cái tên anh cảm thấy ấn tượng nhất trong 45 phút thi đấu hiệp 2 ạ? Chắc chắn rồi, đó là Mark Allister. Không chỉ trong hiệp 2 đâu, mà không chỉ trong hiệp 2, hiệp 1 mà Mark Allister khả năng cầm bóng này, giữ bóng này, phân phối bóng, và đặc biệt là trong cái tình huống Salah ghi bàn, anh ta thực hiện cái đường truyền cuối cùng rất là tốt. Chỉ một cầu thủ đang có phong độ rất là cao thì mới có khả năng tạo ra những cái nhịp truyền như thế thôi. Vâng. Và lúc này thì các cầu thủ của Liverpool cũng đã có thể nghỉ ngơi để đón xem trận đấu giữa Man City và Arsenal rồi. Và buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Liverpool và Brighton của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình bởi chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa với trận đấu tiếp theo cùng Super Sunday.